Chào các em, hôm nay chúng ta bắt đầu cái chương trình luyện thi tú tài cao đẳng và đại học. Thì thầy nói sơ về cái cấu trúc đề thi tú tài và đại học. Nếu các em chỉ thi tú tài thì nội dung đề thi là tập trung ở lớp 12. Các em chỉ cần ôn tập ở trường cho kỹ là các em có thể làm được đề thi tú tài đạt điểm khá cao, ít nhất là 8 đến 10 điểm. Kinh nghiệm năm trước có thể, nếu có thi tú tài thì đề tú tài thường rất là dễ, mà tất cả mọi trường đều cố gắng để ôn tập các em thời gian khá lâu để các em đạt được điểm cao nhất. Nhưng với đề thi cao đẳng đại học thì cũng phải như thế. Cái cấu trúc đề thi và cũng như là nội dung đề thi bộ đã quy định, thì qua các năm thi từ 2007 đến 2011 vừa qua, thầy đã dạy tất cả mọi đề thi đã được ra thi khối A, khối B và cao đẳng, thì thầy có một nhận xét chung như thế này, là đề thi là bao quát chương trình khoa học phổ thông từ 10, 11 đến 12, mà trọng tâm là 11, lớp 11. Và một phần lớp 10, như vậy lớp 10, lớp 11 chiếm khoảng là 60 đến 70% nằm ở kiến thức lớp 10, 11 và lớp 12, kế tục đó vào khoảng 30% thôi. Đó là cái giáo trình được ra trong các đề thi tuyển sinh cao đẳng và đại học. Còn cấu trúc thì bộ đã quy định là trong 40 câu bắt buộc đó phải làm đó, thì có khoảng là 21 câu là phần đại cương và hóa hữu cơ, còn lại 19 câu là hóa hữu cơ. Thì trong mỗi phần như vậy, bộ quy định cái bài nào là có mấy câu, kiến thức nào là có mấy câu rất rõ ràng. Đó, rồi đến còn lại 10 câu tự chọn, cũng có phần cơ bản, phần nâng cao, thì cấu trúc cũng là cái số câu cũng khoảng như vậy. Đó. Về số câu hỏi có tính toán và số câu hỏi chỉ thuần túy lý thuyết, thì theo quy định thì cảm thấy là có, mình nghe nói là có 60% là câu hỏi là thuần lý thuyết, còn 40% câu hỏi là có tính toán. Nhưng thực tế thầy dạy thì thấy là dù có là lý thuyết nữa cũng có tính toán thì khoảng đến 60%, còn 40% là câu hỏi bài tập, là bài toán. Đó. Do đó các em bị cái cấu trúc đề thi như vậy thì các em chuẩn bị các em một cái tư thế để chúng ta có thể giải được đề thi. Đó. Thì về phương pháp giải đề thi để giải cho nhanh, thì thầy thì cố gắng trình bày các cái phương pháp giải nhanh mà các em đã học. Thì tự trung phương pháp giải nhanh đó gồm có những phần nào, các em học trong phần các phương pháp giải nhanh áp dụng với lớp 10, cả lớp 11 và lớp 12. Thì đầu tiên thì là bài tính chất cơ bản hộ đồng nhất. Tiếp theo là gì? Mình học ba cái định luật bảo toàn. Định luật bảo toàn nguyên tố, định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn điện tích. Tại sao thầy nhấn mạnh ba định luật đó? Vì phương trình phản ứng học chẳng qua là một cái hệ thức minh họa ba định luật bảo toàn. Chúng ta có thói quen là viết cho được phương trình phản ứng mới làm được bài toán, đặt ấn giải hệ phương trình tìm được kết quả bài toán là người không thể nào kịp chờ được. Mà chúng ta dựa vào ba định luật bảo toàn, dựa vào cái nguồn gốc của nó, cái bản chất của nó, thì chúng ta chỉ cần tính nhầm cũng ra đáp rồi, không cần minh họa bằng phương trình phản ứng nữa. Nhưng cảm thấy rất ít viết phương trình phản ứng và tính là tính nhầm như kiểu là hay lúa mà thôi. Đó, rất đơn giản. Đó. Thì bên cạnh sau học ba định bảo toàn và sử dụng cách nhuần nhuyễn rồi, thì chúng ta học qua cái chuyên đề gọi là một phần là phản ứng oxy hóa khứ và một cái là phản ứng không oxy hóa khứ. Và đặc biệt trong đó có một chuyên đề thầy tự đặt ra, đó là gì? Là các dạng toán khó do việc học quá rắc rối hay không chính xác. Đó.
dùng để đó đã bị nắm chú vựng. Các em coi lại trong phần các khung gặp nhìn nhanh. Và đặc biệt là về hữu cơ, thầy đưa ra 6 công thức, 6 công thức phân tử tổng quát của mọi hợp chất hữu cơ có trên cuộc đời này. Thầy giảm hơi cường điệu một tí, là hầu hết các hữu cơ có 6 công thức phân tử quá thôi. Một công thức là hydrocarbon, các dạy đồng đẳng carbon. Công thức là CN hàng N cộng 2 trừ 2 K, các em học rồi đấy. Và công thức của hỗn hợp, của hợp chất, công thức hợp chất rượu ethyl acid phenol, một công thức là 2. Một công thức là thứ 3 là gì? Anisetone là 3. Một công thức thứ 4 là gì? Acid ete là thứ 4. Một công thức là gì? Các amin. Và công thức cuối cùng là các aminoxid. Ta phải học thuộc 6 công thức đó. Mà rồi có quên thì chúng ta chứng minh lại cũng rất là dễ, vì 6 công thức đó được coi như là 6 cái định lý. Mình đã chứng minh rồi thì công thức đó trở thành như là những cái định lý, và định lý thì không bao giờ sai. Đó. Các em cứ mạnh dạn áp dụng 6 công thức mà thầy đã chứng minh được và đưa ra cho các em sử dụng làm toán rất nhanh. Đó, để giải. Vì tại sao ta lại nhấn mạnh công thức phân tử tổng quát? Vì bài toán hữu cơ thường thường là mở đầu thế nào có phần cháy, đốt cháy, đốt cháy, mà muốn viết phần cháy thì dùng công thức phân tử tổng quát để viết cho nhanh. Thậm chí trong việc viết sơ đồ thôi cũng giải được bài toán rồi. Đó, cho nên kém nắm vững 6 công thức đó. Rồi có quên thì kém chứng minh lại, vì việc chứng minh rất đơn giản. Đó. Thì đó là thầy giới thiệu xưa sơ qua cái việc học của chúng ta trong cái phần luyện thi tố tài cao đẳng đại học hôm nay. Đó. Thì đầu tiên thầy sẽ giải cái đề giải thi. Bây giờ là luyện thi. Luyện thi có nghĩa là thầy đưa cái đề ra, kém từ làm tí, rồi thầy dạy sơ, rồi các em coi lại. Đó, thầy dạy và các em coi lại, thầy dạy như vậy đã nhanh chưa? Có phải một câu là trong vòng 2 phút chưa? Câu nào mà thầy dạy đến 5 phút thì các em cứ phản ánh lên. Thầy dạy về thầy tin sao đậu được em, thầy bắt em đi đậu. Đó, thầy cố gắng dạy rất khá nhanh. Thầy nói là khá nhanh, có thể các em còn dạy nhanh hơn. Nếu các em nào dạy nhanh hơn thì các em thông báo với thầy biết để thầy được học tập và truyền đạt lại cho các thế hệ đàn em. Đó. Chứ thầy cũng dám nói là thầy là dạy bài quá dễ, dạy nhanh. Đó, không phải. Thầy dạy các em qua tự nhanh hay chậm các em biết. Đó. Thì trong đề số 1 thì thầy sẽ soạn đề số 1 này theo đúng cấu trúc thứ tự. Đó, thầy có chia hữu cơ riêng, vô cơ riêng. Còn qua đề số 2, số 3, số 4, số 5 và thầy dạy tất cả đề thi năm 2011 vừa qua, 2010, 2009, 2018 của các kỳ thi vừa qua để các em coi. Đó, thì chúng ta sẽ lần lượt giải vậy. Và qua đề số 2, số 3 rồi thì câu hỏi có tính chất tổ hợp lộn xộn, không còn hữu cơ riêng, vô cơ riêng nữa. Riêng đề số 1 thầy ra theo từng hữu cơ riêng, vô cơ riêng là có 21 câu là vô cơ, từ có một câu 21 là vô cơ và đại cương. Hôm nay ta bắt đầu giải đề, luyện giải đề số 1.